Rồi, clip này mình hướng dẫn các bạn chơi Whipship cho mấy xe đua hay là gì đó, rắc hay là xe mà chạy ngoài đường trường đi phượt đó, chơi Whipship là ngon. Các bạn thì để đầu clip mình sẽ cho bạn hiểu hoạt động Whipship như thế nào. Whipship thì nó cũng giống như sang số sống, nhưng mà nó khác một cái là ví dụ bạn chạy mà muốn sang số mà không bóp côn, thường thường nói Whipship là sang số bóp côn phải không? Bạn chạy bạn sang không bóp côn nào, không bóp côn nào, bạn chạy mà bạn muốn qua số không, bạn thòng ra lại xíu mới qua số được, chứ không bạn giữ cứng ra là sẽ bị cứng đúng không? Hoặc là bạn muốn qua số mà phải bóp côn lại thì nó mới qua số đúng không? Còn Whipship là nó khác nè, bạn chạy bạn cứng ra luôn, bạn nhấn đang số 1 đúng không, số 1 chạy nhẹ số 1 đúng không, cứng ra luôn, cứng ra ống ra nha, bạn bấm số 2 cái là qua luôn, bấm qua luôn chứ không nó không có bị cứng gì á. Còn nếu mà bạn không muốn Whipship mà bạn để cứng ra, bạn bấm cái nó dễ bị bể số nọ công một số rồi nha bạn. Đó, Whipship là tạo là nếu mà bạn cứng ra bạn qua số 1 2 3 4 5 6 á thì nó sẽ qua rất ngọt, nó ngắt lửa là cái trên cảm biến này nè, đó nó sẽ ngắt và tích hợp trên đề xu á, đó ngắt lửa. Còn nếu mà không có bạn chạy mà cứng ra bấm nó cứng ngắt à, bạn cố đạp nữa rồi bể số các bạn đó, cố đạp dễ bị số, bạn bắt buộc hắn qua số bạn thòng lại, mà thòng lại như vậy á, nếu mà bạn chạy 1 thòng lại cái qua 2 thòng cái qua thòng qua 4 nó dễ khựng chiếc xe bạn xíu. Hoặc là nếu mà bạn chạy cứng ra xong bạn bóp con 1 2 3 thì cái đó nó giống như là cái nồi bạn á, bung da nhấp nhả nó sắt, thì nó phụ thuộc vào cái nồi bạn bắt hay không nữa. Còn Whipship á, bạn chạy bạn cứng ra bạn bóp luôn là cái nồi nó giống như một cái cụm nó quăng luôn, nó không cần bóp côn, nó cụm giống như nguyên cụm sắt á, nó quăng luôn, nó ép như là lúc qua như là mấy chiếc mô tô các bạn không, 1 2 nè, chạy 1 2 3 cũng như ẹ ẹ, nó không có cái tiếng ẹ ẹ các bạn, tiếng ẹ là cái tiếng bung bóp nhả bố nội các bạn, mô tô chạy luôn như bạn thấy họ họ đó, nó chạy này là nó không có tiếng ẹ các bạn, giống như trong trường đua rắc cũng vậy, nó cũng có tiếng vậy, mấy thằng này á nó chạy như vậy là cái tiếng Whipship á, hoặc là nó sang số sống mà nó khựng lại xíu đó, cái tiếng nó không có tiếng nồi bắt theo vô. Nếu mà cái nồi bắt theo vô nào, cái nồi bằng cái lò xo mà không có tốt mà trượt xíu á, là cái nồi bóp chậm á thì nó cũng sẽ khựng xe lại một phần các bạn. Đó là bạn hiểu về Whipship rồi đúng không, cứng ra luôn, đập 2 3 4 5 6 không bóp côn là nguyên cái nồi mình nó ép nguyên cụm nó không có bung vô đó, nó cụm nó quay liên tục luôn đó, nó ngắt lửa nó qua luôn các bạn, nó lẹ nó vậy đó. Thì khi mà cầm hàng này mà cầm rắc á, mà chạy số 1 từ 3 mới bóp côn là số 1 đúng không, cái số 1 phải bóp côn rồi, nhưng mà chạy dặn à, nó bắt đầu nó 2 3 4 nó bóp nè, thì khi yếu thì có thể không có cầm chắc tay lái thì có thể là chiếc xe sẽ chao đảo. Còn nếu mà số 1 nè bóp côn không buông ra chạy không bóp nắm luôn rồi Whipship đúng không, đè số 2 3 4 5 6 là chỉ cần cầm chắc chiếc xe là chạy luôn, là trong cái đoạn đường đua là Whipship là nó vậy á, nó dạng thằng này mà chỉ cần cầm chắc hai xe mà buông ra mà chạy thôi, rồi đá số nó không cần bóp côn này nó yếu nó dễ búng, là cái nồi đó, nó thằng này nó yếu nó sẽ bị trao xe, hoặc là nếu mà cái nồi mà nó bị trượt á mà bóp vô như vậy á, thì cái nồi tách ra tách vô nè, nó cũng gây mà trượt một phần, bạn thợ hiểu không, tách ra tách vô thì nó trượt. Còn này nó nguyên cụm nó quay dính luôn, chỉ cần qua số là qua luôn, bạn hiểu không, đó đi luôn, đó là cầm cứng ra thôi, chạy đá số chứ không có thòng hay bóp côn gì đó. Đó là sang số nhanh dành cho những xe đua mà trong trường đua rồi đó, nó lên lẹ như mô tô rồi đó, nó lên các bạn thấy không, nhiều chiếc mô tô mà chạy nó không có tiếng ẹ là đang chạy Whipship đó. Đó rồi thì một lát lên xe mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt mà sau thì nè, bạn mua về này nó có như vậy nè, thì cái này mình xài Whipship TV, mình không có quảng cáo cho ai á, nhưng mà mình thấy hay mình chia sẻ kinh nghiệm cho bạn thôi nha các bạn. Thường mua cái này nè, nó có mấy cái dắt này tích hợp với mấy cục nhựa su đất leo rồi nè, đó mấy dắt nè phải không nói vậy thôi, chừng nói vô nè, nói Whipship là chơi thôi các bạn, đó nè, đó nói rồi chơi thôi. Còn nó có ba dây này á, thì nó liên quan giống mấy cái dắt này nè, thì người mua sẽ hướng dẫn bạn Whipship là gì, bạn lên cũng này cũng người việc sản xuất nè, thì mình không quảng cáo nhưng mà mình thấy hay mình chia sẻ thôi, lại mình không quan buồn gì á. Rồi nó gắm dắt vô thôi nè,
à. Còn cái dây đỏ này là thường thường lấy dương từ ổ khóa bình để cho cái này hoạt động tích hợp với su nữa các bạn. Cái này có báo đèn nè, cũng hay mà. Lát mình ráp xe cho bạn coi và cách cài đặt trên cái phần mềm ở su rất leo luôn các bạn. Các bạn nhớ trong hay là 1 mét đó, cần quất ship này lắm á. Giờ bấm thằng này với cầm cứng để lái chạy quất đá số thôi, chứ không cần mà phải bóp con mới giật bên đây, hoặc là dễ bị nồi, mà cái nồi mình nó bắt tuyệt đối hơn bạn, lúc nào cũng dính đó, chứ không phải tắt giả tắt nhã bạn, thấy không? Đó là ok, thì theo mình nghĩ như vậy. Rồi đó nè, mấy dây quất ship nè, giờ mình lắp đặt trên xe nha các bạn, cho bạn coi coi cái cách hoạt động nó sẽ rõ hơn, như là cài ở xu luôn nha. Rồi bây giờ mình lên xe với chiếc rắc lõ nè. Bây giờ thì tại cái này mình hàng thêm, thường nó bạn mua bộ số gãy nó sẽ có đũa nối thêm cho bạn này, đủ rất đẹp các bạn. Tại cái này mình chế thêm thôi, mình hàng thêm thôi cho nó dài nè. Nó số gãy là lên hoạt động như thế nào mình sẽ chỉ bạn thấy, nó sẽ nằm như vậy nè. Đây nè, cái này nè, cái cùi là của cần số 135 nè. Còn cái này trước mình đi cái móc trực tiếp ở đây nè, bảo mình chế mình mua bộ này cũng 500 mấy 600 á, số gãy có đũa, nhưng mà là mình mất cái đũa rồi, mình chế mấy cái này nè. Đó, lát mình sẽ làm cho bạn thấy. Thì nó sẽ nằm như vậy nè. Rồi lát mình giờ mình nói trước cho bạn hình dung hiểu, là lát mình câu dây. Đó, bạn có thể câu như vậy nè, thấy không? Chiếc ốc vô. Sẽ ốc vô mấy con mắt trâu các bạn. Lát mình sẽ nói cho bạn hiểu. Ok. Thôi thôi, mua cái này là mấy cái tăng này người ta tăng cho mình hết rồi, mình chỉ cần về ráp nữa thôi, chạy thôi. Không, lát thì lát mình vẫn muốn tăng mình sẽ các bạn tự tăng cũng được. Rồi sơ sơ đi ha, dây này á nè, bây giờ lát nói dây sau đi ha nè, bạn thấy không, nó như vậy nè. Khi mà đạp nè, đạp tới nè, không là mình đạp tới là lúc nào trong xe đua, trong xe đua nè, móc đang này đang số 1 nè, khi mình đạp số tới là 2 nè, 3 4 5 6 nè, trong xe đua là lúc nào thằng này đúng không, đạp bằng đạp nó 2 3 4 5 6, này nó lẹ hơn móc nữa các bạn nè. Nè ví dụ nha, 2 3 4 5, đó nè, số ẹt là 5 số nè các bạn. Đó rồi, rồi về số 1 đây nè, 4 3 2 1, rồi 1 luôn hả? Ok, mò lại cái. Rồi, ok. Đó là sắp số gãy là nó vậy à. Móc tớ là về số 4321, còn đạp tớ là 2 3 4 5 6 các bạn. Đó, lúc nào ra xe đạp tớ. Lúc mà vô giặt là nó móc lên hết, là về số 1, móc lên hết về số 1. Khi mà chạy buông ra là 2 3 4 5 6 tới luôn, là sẽ hoạt động quất ship. Thì quất ship như thế nào? Thì khi mà bây giờ mình thôi giờ nói nhiều quá thì nói dây đi. Lưng nói dây vô lưng. Nè. Bây giờ mình sẽ nói theo cái tích hợp ở xu nè, bạn thấy không nè, dây nè. Giờ nói đi, nói vô nè, nói quất ship nè. Đó, rồi cái gì dây này mình lấy dương, thường thường á nếu mà trên xe zin lấy cái dây dương ổ khóa, sở khóa hoặc là lấy bình các bạn. Leo khóa thì bật ổ khóa lên, công tắc lên thì nó lên luôn các bạn, chỉ đó dễ. Rồi đây của su nha, từ cái nối dây của su ra các bạn, đây của su đây nè, có dẫn sẵn thôi. Rồi đấy, rồi ok, là nó nói rồi. Khi mà bây giờ nè, để dây ở đây nè, để cho bạn hình dung rõ nè,
Đây là móc lên hết số 1 đây ha. Ok, số 1. Nè, mình giảm đây nè. Khi mà mình mà đập tới nè, đập tới là qua số 2 nha. Nè, cái này có cái ben nè, đó nó ép lỡ nè. Đây, để ở đây nè. Đó nè, thấy không? Nè, ở đây nè, đập xuống là cái này nó ép cái cây này xuống. Để xuống là gặp cái cần số nặng, nặng sẽ ép lỡ cái ben này sẽ lên lên đèn. Khi đó mình bật chuột, bật công tắc nè. Đây, bật công tắc lên nè. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Đây cho miếng xăng đây. Nãy không là nắp cái này. Rồi chưa đợi mình xíu nha. Đó bạn thấy không? Khi mà đạp tới nè, nè lên nè. Đạp tới nè. Đạp tới thì nó nhồi á, cái trên đây nè. Còn thường á cái này bạn mua về á thì nó rất là nặng, bạn ép tay nó rất là nặng nha các bạn. Tại nó cái ben này nó nặng lắm, nó có lò xo hay gì giống á. Đó. Nó nặng nha các bạn. Rồi khi bạn đạp này nè, và từ đây nó đóng xuống này, chập cái ben thi lực, ben ở đây nè, không phải, quên lộn các bạn, xin lỗi. Chập cái ben này nè, cái ben đây nè. Thì nó sẽ đụng cái này cái móc số nè, nó sẽ nhồi ngược lại. Đó. Rồi, đổ đại nè. Nè, bây giờ nè bật công tắc này nha. Nè mình thấy không? Nè bắt đầu chưa cái này nó chưa qua số rồi, cái này nó báo đèn nè, thích hợp về xu nè. Nè chưa. Mình phải làm nè. Đèo anh mới được. Đó, lên đèn thấy không? Nè, lên đèn nè. Nhảo đầu đè tới là số lên tới mà ha. Đó ok, bắt đầu 3 2 phải không? Bắt đầu 3 nè. Đó, 3 thấy không? Nè. Nó nhá đèn trước khi số qua nè, lúc nào mà không quay cái bánh nó tới chút xíu nè, xong mình nhả lận không. Đó. Đó, qua số không? Rồi. Nè. Lúc nào phải đè cái tay nè, cái tay nè. Thử cái này phải đè cái tay tới nè, dây sên mình dùm sên nè, đè tới nè. Đầu tay em đè đó để nó nhồi bộ số á. Rồi, thả lỏng tay ra. Đó, qua số liền không? Đó. Đó, rồi, về số. Rồi đó. Đó chưa? Rồi. Đó bạn thấy không? Cứ vậy nè, về một lần làm lại nè. Nè. Quay sang nè. Nè. Móc hết về 1 nè. Đè nó bánh tới nè. Đạp chuẩn bị qua 2 nè. Đó nó chưa qua 2 đó đèn nè không? Rồi mình buông đây à, qua 2 nè không? Đó không? 2 thấy không? Nè, bắt đầu gịch xuống nè. Gịch cái nè. À, bắt đầu đạp qua đây nè. Đó nhá đèn không qua nè, buông đây à. Thấy không? Ba không? Rồi. Đó, đã đèn chỗ này trước khi qua số nè, bắt đầu qua số nè. 4 không? Nghe cạch các bạn đó. Rồi, 5 nè. Thấy không? Đã đèn chỗ nào qua đầu 5 nè. Thấy không? Ok, đó, vậy thôi. Đó. Đó bạn. Đó canh làm sao thì thường cái này về người ta đã canh cho mình hết rồi, canh mấy cái dặn này nè. Giờ sau đó đã đá đèn là ok rồi. Đó. Là canh hết rồi. Đó thì mình cứ về mình bạn không nên hạn chế dặn mấy cái này. Đó bạn. Dặn người ta đã dặn cho mình hết rồi, cái này là tăng nè, còn cái này dặn nè, người ta dặn mình hết rồi, mình không cần canh đâu. Đó bạn. Đó. Giờ mình bắn ra thử cho bạn nè. Lát mình chỉ cài trên ơ su luôn đó bạn. Rồi ví dụ mà cái này mình thâu nè, giờ mình tháo ra nè các bạn. Thì cái này thường người ta canh chỉnh cho mình cái kỳ hết, mình như người ráp vô số gãy thôi. Nhưng mà bạn thích thì mình để hết cho bạn hiểu luôn, để nguyên lý hoạt động đó. Mình canh làm sao mà đèn nó trước khi mà đá số đồ các bạn, đèn nó
đèn nó nhấp trước là nó báo giữa xu trước, trước khi mà cái số nó qua thì ngắt lửa. Thì bây giờ mình thử mình siết vô xíu nè, thấy không? Giờ mình bật từ khóa lên nè. Rồi. Đó, mình thấy lên nè, thấy không? Cháy đèn, thấy không? Đó, lúc nào cũng cháy. Nên cái này là nó hơi bị hố rồi các bạn, thấy không? Mình canh là coi như là hố rồi, giờ mình xả lại xíu rồi, xả lại xíu. Tắt công tắc nha. Tắt công tắc nha. Giờ xả lại xíu rồi, bật công tắc lên nè. Nó còn cháy phải không? Mình xả lại xíu. Rồi hết rồi, thấy không? Bật công tắc là hết rồi nè. Tắt công tắc, bật hết nè. Giờ mình siết lại nè, siết hố lại nè. Đây là nè, là nó sai sai các bạn. Tắt công tắc nè, xả lại xíu, canh nè, nó còn thấy không? Rồi tắt công tắc nè, rồi xả lại xíu, bật công tắc lên nè, hết rồi thấy không? Đó mình canh nó vừa hết nè, nó cái tì nè, nó bật công tắc ở đây vừa hết, nhưng mà khi mà mình đá số á, nó ép vô thì nó mới lên. Các bạn, đó ví dụ nè. Rồi đó mình canh lại gì không? Thì các bạn thợ cũng hình dung hiểu rồi không? Nó về có thể tự chế cái xe đua của mình chơi. Đó. Đó. Nãy mình canh nó vừa gọi là vừa tới các bạn không? Rồi mình bật công tắc lên nè. Mình nhấp số cho bạn thấy nè. Đây số 1 nè. Đây số 1 nha. Rồi nè, đầu đè. Đè nè, cái gì sao nè, mình đè bánh tới trước nha. Rồi đạp nè. Đó nhích không, bắt đầu qua số 2 nè, đó nhích thẳng không, thấy không? Đó, thấy không? Rồi. Rồi bắt đầu nè, đẹp đẩy đó nè, đẩy bánh đó nè. Để cho cái nó nặng á, đẩy bánh đó vậy chứ nó nặng á, nó ép con này lại nó cái thể lực này nó cái mình xin lỗi nha, cái ben này nó sẽ bị ém lận. Nè, nhịp của ben nè. Đó, chưa qua số đó đèn nó báo vợ xu phải không? Qua số. Thấy không? Thấy không? Rồi, nè cho bạn thấy nè. Cái ben nó nhịp nè. Này ok nè, giảm dây sên nữa bạn, mình lúc nào cũng đè tay tới nè, đè tay nó xíu nè. Rồi số 3 nè, đó báo đổ là qua số nè, thấy không? Đó đó, thấy không? Rồi về số là lỡ nè, giảm ben đây nè bạn, thấy không? Nè số 1 rồi đó nè, rồi là số 2 nè, thấy không? Số 3 nè. Lưu ý các bạn phải quay cái bánh sau tới cái dây sên nè, đẩy tới đè đây nè, nó mới ém cái bộ số lừa, nó mới ém lại ngược lại này nè. Khi lên xe thì lại khác. Rồi đó, đầu chưa qua số nè. Thấy không? Ok. Đó, thấy không? Thấy nó nhiệt này các bạn thấy không? Thấy không? Nè, thấy không? Đó, đó nó hoạt động vậy nè. Nhớ bạn phải quay cái dây sên bánh tới đè nè, nó mới nhịp nổi lợn nè, chứ mà nó nhịp nổi nè. Rồi bây giờ lên phần máy tính đi, mình chỉ bạn cài đây sơ sơ bạn đủ hiểu nha, về mò thêm nữa bạn. Rồi đó, ok. Bây giờ các bạn kết nối nha, kết nối cáp với xe nha, lên máy tính jet con này tất cả. Open. Rồi set này nè. Này nè, bạn đánh nó thường thường này nó không có đánh dấu mà đánh dấu open. Bạn chọn là 90, 80, 70, 70, 60. Rồi. Comment tờ.